để đáp ứng nhu cầu ghi âm của một số bạn sinh viên hay giảng viên hay một số các bạn mà làm vlog, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái sản phẩm, đó là bộ máy ghi âm Digital 996. Hàng này là bên mình mới về này. Bản này là có hai bản, bản 16GB và bản 32GB. Loại này thì rất là đẹp, thiết kế thì rất là gọn và chức năng ghi âm thì rất là tốt. Âm thanh do ra là chuẩn y so với khẩu hình và cũng như là dung lượng lưu trữ khá là ổn định. Đây. Đây là chiếc hộp của 996 này, bản 32GB. Đây, bản 32GB của nó này. Và bên này là bản 16GB. Đây các bạn lưu ý này, bản 16GB. Đây nhé, hai bản này. Đây, bên trong mình sẽ cùng mở hộp của sản phẩm này. Chiếc Digital 996 này. Bên mình sẽ làm hai cái hàng dung lượng là 16 và 32 nhé. Đây, cùng mở ra. Đây là chiếc bản 16 này. Đây là bản 32. Được thiết kế của dòng 996 này thì rất là đẹp. Thì được chất liệu đó là gỗ bằng sắt, sắt chống rỉ nhé. Các bạn lưu ý này. Đây, mạ ngoài màu đen này. Trông rất là đẹp này. Đây. Phụ kiện của nó thì gồm có một hướng dẫn sử dụng này và một cọng cáp sạc micro. Cáp này là cáp Type C, các bạn lưu ý này. Đây. Về nói qua về dòng máy ghi âm 996 Digital này. Thì lòng này là có khả năng ghi âm được trong khoảng thời gian từ 20 tới 25 giờ liên tục nhá. Pin của nó chạy liên tục cho tầm khoảng từ 40 tới 50 giờ, các bạn lưu ý nhá. Nó rất là bé thôi nhưng mà ghi âm rất là lâu. Dòng này có màn hình này, các bạn lưu ý này. Đây. Đây là cái phím chức năng của nó này. Thứ nhất đây là cổng cắm nguồn vào này. Nút tắt bật nguồn này. Nút này là nút DJ, ai còn gọi là nút ghi âm chạy qua lại bài, gọi là nút này là cái nút mà các bạn có thể nghe đi nghe lại. Đấy. Đây là nút ghi âm và lưu lại. Đây, gạt lên gạt xuống này. Đây là đèn báo này. Trên này cũng có một đèn báo này. Bên trên này có cổng cắm là cổng micro nhá. Các bạn cổng này là cổng 3.5 này, các bạn lưu ý này. Đúng để kết nối tai nghe này. Đây, mặt sau nó sẽ có giới thiệu hết các chức năng này. Đây. Cổng cáp này, nguồn này, vừa là lắp vừa là ghi âm này. Đây. Bên này này, vừa là nút chạy lên chạy xuống này, vừa là nút tăng giảm âm lượng này. Đây là hiển thị volume này, các bạn lưu ý này. Vừa là đây là hiển thị volume này. Đấy. Mặt đằng trước này gồm chế độ mờ và chế độ trở lại này. Đây là ok và tạm dừng này. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ máy ghi âm này. Thì đầu tiên khi mà sử dụng thì chúng ta sẽ bật nó lên là cái các bạn nhấn giữ tầm khoảng 3 đến 5 giây. Đây, dòng 996 này, welcome này. Giao diện của nó thì đầu tiên nó là music này. Các bạn muốn vào trong music thì các bạn nhấn vào ok. Thường thường là trong này nó sẽ có một hoặc là có một số file nền của nó là file nhạc. Còn nếu các bạn không sau này các bạn muốn có file nhạc thì các bạn sẽ cắm USB ở đây, các bạn copy vào trong music thì sẽ có file nhạc để nghe nhạc nhé. Không qua music này thì các bạn sẽ nhấn đây, các bạn nhấn vào nút cộng trừ này. Đây, nút nào cũng được nhé. Nút này là trở lại này, nút này là đi này. Đây là cài đặt setting này. Cài setting này trong này thì có những cài đặt, thứ nhất là cài đặt về ngôn ngữ này. Trong ngôn ngữ có tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng khác, không có tiếng Việt, các bạn lưu ý nhé. Thứ hai là cài đặt về ngoài giờ này, cài đặt chất lượng ghi âm này, nó nhiều các bạn cái lắm. Đây. Cài đặt ngày giờ này, cài đặt chế độ này, đây. Nó rất là nhiều, 6 7 cái đấy. Đây. Đây. Format factory update này. Và để mặc định password ở đấy. Đây là cái chế độ này. Đây cài đặt nhé. Tất cả nó nằm ở trong phần setting này. Trên màn hình hiển thị thì lúc nãy mình đã nói qua rồi. Mình chưa nói. Đây là hiển thị giờ và hiển thị pin này. Đây các bạn lưu ý này. Đấy. Rất là tiện lợi. Nhỏ nhưng mà gọn. Nhỏ nhưng có vỏ đấy. Đây tiếp theo qua phần setting này. Sẽ là phần Bluetooth. Dòng này thì đặc biệt hơn các dòng khác là nó có chức năng là Bluetooth. Bluetooth này thì nó có thể ghép nối với các loa Bluetooth nhé. Các bạn lưu ý này. Có thể ghép với các loa Bluetooth và ghép với tai nghe này. Đấy. Các bạn bấm vào Bluetooth này. Thì sau đấy các bạn sẽ bấm xuống cái chỗ phần Bluetooth này. Các bạn sẽ bật nó lên. Ok này. Bật nó lên thì nó sẽ hiển thị cái driver của nó. Đây là cái BT08 này. Đây. Thì các bạn kết nối với cái dòng loa hoặc là dòng tai nghe đây. Thì tự động nó sẽ ghép nối và khi đấy thì các bạn có thể nghe nhạc hoặc là nghe file từ trong máy này ra loa. Đấy. Đây bây giờ mình sẽ tắt đi. Trở lại. Đây nút trở lại này. Đấy. Bây giờ Bluetooth này. Tiếp theo đây là nút ghi âm này. Đây, chuyển sang cái phần file ghi âm này. Đây. Có những các file ở trong này này, file ghi sẵn đây này. Đây bây giờ chạy này thì bấm vào đây. Đấy. Bây giờ muốn chuyển sang cái file khác này, các bạn nhấn vào đây này. Đây. Đây,
có bao nhiêu file thì các bạn nhấn lên nhấn về này. Đây, nó sẽ chạy thôi. Các bạn muốn tạm dừng thì nhấn vào đây, chạy thì nhấn vào đây, muốn nghe lại một đoạn này. Đây, bây giờ nghe lại này. Đây, đây nghe lại này. Nó sẽ chạy lại cho các bạn nhé. Đây, nó sẽ chạy lại từ 3 đến 7 này. Các bạn nhìn thấy chữ AB không? Đây, bây giờ mình bỏ này. Đấy, nó sẽ chạy bình thường này. Đấy, đây là cái nút mà các bạn từ 11 này. 12, 3 này. Đấy, nó sẽ chạy từ 11 sang đến 2 này. Đây, 11. Đấy, chỗ này là cái chỗ mà các bạn nhấn vào đây để mà nó chạy nhé. Để mà nghe đi nghe lại đấy. Các bạn cần nghe rõ đoạn nào thì cứ nhấn vào đây, nghe đi nghe lại để nó chạy vào từ chỗ này. Đây, mình sẽ ghi từ 20 này. 20 mình nhấn một cái này. Đến 25, ok. Bây giờ đấy, nó bây giờ nó cứ chạy là từ 20 đến 25 các bạn muốn nghe này. Đấy, giờ các bạn bủa ghi âm đi, nó tự nhiên nó sẽ chạy thông thôi. Đấy. Quay lại này. Đây là cái phím quay lại này, đây các file này. Bấm lên bấm xuống này. Các bạn có thể bấm vào đây. Âm lượng này. Đây, bây giờ âm lượng là 12, bây giờ mình bấm nó lên 13, 14 này. Âm lượng là 20 max volume này. Đấy, các bạn bấm xuống này. Đấy, đây là âm lượng volume. Đây, bấm để hiển thị volume và tăng giảm âm lượng nhé. Đấy. Đúng không ạ? Quay lại này. Tạm dừng này. Quay lại này. Đây là phần ghi âm và cuối cùng đây là phần file này. Phần file thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, đây là phần file này. Thì bây giờ là các bạn muốn xem file này, vào trong file này có bao nhiêu file này, các bạn muốn xóa này thì các bạn nhấn vào cái nút D này, đây. Xóa này. Z thì nhấn bên này. No thì nhấn sang nút cộng trừ, đây, no, Z. Đây, xuống dưới này. Muốn xóa cái file này này. Ok, Z. Xóa, đây còn hai file. Đấy. Tất cả đơn giản nó chỉ thế thôi. Đúng không ạ? Đây, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đây, một file nó tiến hành ghi âm này. Đây, bây giờ đầu tin này, các bạn bấm công tắc này lên này. Alo. Thiết bị số BTH chuyên cung cấp các dòng về bộ phát Wi-Fi 3G, 4G, thiết bị mạng. Bộ bảo hành 12 tháng với tất cả các chế độ bảo hành như là đổi mới hoặc là sửa chữa tùy theo chất lượng của sản phẩm khi gửi về. Đây. Lưu này, 20 giây này. Bây giờ bạn nghe này. Đây, mình chạy sang cái bài khác mất rồi. Alo, thiết bị số BTH chuyên cung cấp các dòng về bộ phát Wi-Fi 3G, 4G, thiết bị mạng. Đây, hiện tại thì mình... Với tất cả các chế độ bảo hành như là đổi mới hoặc là sửa chữa tùy theo chất lượng của sản phẩm khi gửi về. Đấy, tạm dừng này. Bây giờ, đây. Bây giờ muốn nghe đi, nghe lại này. Muốn nghe đi, chuyển này. Đấy. Cái chế độ đúng rồi, rất đơn giản đúng không ạ? Nghe qua cái file khác. Alo. Nghe file lại này. Chuyển sang về cái file của mình này. Bây giờ chuẩn bị ghi âm lại này. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây. Chạy lại này. Đấy, reset lại đúng không ạ? Đây. Chiếc máy ghi âm Digital 996 có hai bản dung lượng là 16GB và 32GB. Đây. Dung lượng nó ghi 16GB và 32GB tùy theo nhu cầu của khách hàng. Rất là tiện lợi, thiết kế rất là đẹp mắt. Phần loa phía dưới được thiết kế sang chảnh hai bên này. Cầm gọn, nhỏ gọn, rất là tiện lợi này. Pin sử dụng lâu, đẹp, dễ dàng sử dụng cũng như là thao tác cho các bạn trong quá trình. Hàng này thì lát nữa mình sẽ gửi cái link ở bên dưới rồi các bạn có thể mua hàng tùy theo nhu cầu của mình nhé. Hàng này bên mình bảo hành 12 tháng theo tem. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip.